Dạ, em mến chào kênh Lạ Thế Ca, em mến chào quý cô chú trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, em tên Lê, em ở kế sách Sóc Trăng nha chú. Số điện thoại của em là 0971052039, cũng là số Zalo của em ha. Dạ, em cũng cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ clip em vừa qua cô chú. Mong cô chú tiếp tục ủng hộ clip em ha. Dạ, em cũng hôm nay em về được một cây mai vàng ha, tàn dù. Với 4 cây miệt quế cũng tàn dù á, với 3 cây miệt quế tàn thành phẩm, với 2 cây phôi. Rồi cũng không làm mất thời gian cô chú, em vào mã số 1 ha, cây mai vàng ấy cô chú. Đây, mai vàng miền Tây ấy cô chú. Đó. Cây cái chiều cao của nó là em đo sẵn là 3 mét ha, tán ngang là 2 mét rưỡi, em coi cái tàn là thấy cô chú. Về rồi mau gắt mau chơi ha. Đó. Nó lâu sưu tầm được cây mai vàng ha. Mai vàng tàn dù. Cái này cũng lâu năm lắm hả cô chú. Đó. Cái cốt cành của nó cũng là lớn ha. Cốt cành một của nó được 20 hả cô chú. Đó. Đây. Nó có cái đọt chủ luôn ha. Đó. Cái thoát thân em đo vị trí này đi ha. Cái này em lên mà quay không nổi hả cô chú. Đó. Cái thoát thân được 125 hả cô chú. Đó. Cây một cốt tàn dù. Đó. Cái này nhanh chơi hả cô chú. Rồi. Quần thăng luôn. Thăng nghe nghe này đi cô chú. Trên đây nè. 54. Đó. Đo sát sát xuống này thử tham khảo cô chú. Đây. 57. Em đo lên trên đây cái ha. 48 cây rất là năng ha, gan gan cho ra ha. Đây. Cái đường kính bầu của em bứng là 96 ha cô chú. Được kính bầu bứng lớn hơn chú. Rồi mã số 1 cái mai vàng này em giao lưu với giá là 15 triệu hả cô chú. Lô này em bao ship cho cô chú là 300 cây số hả cô chú. Dạ. Miền Bắc em vẫn ship ha, mà hỗ trợ em thêm cước hả cô chú. Đó. Rồi. Tiếp tục là mã số 2 là phôi miệt quế hả cô chú. Đây. Cây miệt quế có cái giọng chữ C khác là duyên hả cô chú. Đó. Bể đế là khủng ha. Đó. Rồi, em đo các thông số cho cô chú tham khảo ha. Cái chiều cao từ đây xuống mặt bầu là 98 ha. Cành thống này ra đây là xuống đây là 1m09. Rồi, em đo cái hoành neo cho cô chú tham khảo luôn ha. Hoành neo em đo ngang đây vị trí này ha, 58 hoành. Rồi để mình tính 200 đi cô chú. Đo tham khảo ha. Rễ là cộng nào mới lực cô chú. Mã số 2 này em giao lưu với giá là 4 triệu 200 ngàn ha. Phôi miệt quế cô chú. Có giọng chữ C cũng duyên ha. Rồi. Tiếp tục là mã số 3. Số 3 là một cây miệt quế ha. Này dáng nó quái ha cô chú. Cây giọng. Có cành tử cũng duyên ha. Em chừa cái tược thở rất là nhiều cô chú. Cây rất là khỏe ha. Từ thở là em vừa chừa đều mấy cành hết ha. Đó, về cô chú muốn cắt lại thì cũng được ha. Đó, có cái giọng này, nguyên cái hai giọng này em chừa luôn ha. Đó, về cô chú muốn cắt thì cắt thêm ha cô chú. Đó, cái chiều cao em đo gì đi ha, là tính 2 mét nha cô chú. Đó, giờ này cũng khó đo nè, đang 1,5 m ha, xuống đây chắc cỡ 1 mét nữa là 2,5 m, còn mình đo cái chiều cao như vậy thì nó khoảng 1,7 m ha cô chú. Đó. Đây. Cái này là nồi đế như con thú vậy chú. Đó, giọng 3D, 4D đúng không chú. Đây. Hai cái chân nữa heo chú. Cái đuôi ha. Đó. Cắt rõ nét ha. Đó. Rất là duyên. Rồi, em đo cái thông số cho cô chú tham khảo luôn ha. Đây. Hoành ngay đây đi ha. 39 hoành thấy cô chú. Đó, 39 hoành. Cái này nó cũng khó đo ha chú. Đo cành tử cho cô chú tham khảo luôn ha. Đây, 16. Tổng cái này tính 115 nha cô chú. Đó. Rồi, mã số 3 này em giao lưu với giá là 5 triệu 7 nha cô chú. 5 triệu 7. Cây này ở ngoài nhìn rất là duyên nha cô chú. Quái cây lắm thôi. Phôi miệt quế ha. Quế cái dáng có dáng này cũng khó chịu không chú. Đó. 5 triệu 7, mã số 3.
Rồi tiếp tục là mã số 4, số 5, số 6 luôn ha chú. Làm ba cặp ha, Phước Lập Thọ luôn ha chú. Mầm gắt bắt chì rất là khéo ha, cốt cành nó đóng đều ha. Cái này đây, chiều cao của nó là 3 mét thôi chú. Đó, chiều cao 3 mét. Cái tán ngang là 2 mét rưỡi ha cô chú. Đó, đây mâm đây là khoảng mấy chục cái mâm nhỏ nhỏ vậy thôi chú. Cái này của chú chia lại những cái tay cành nó cổ thôi chú. Đó, mâm dĩa ha, bắt mâm tới đọt luôn thôi chú. Đó, cốt cành nó đóng khéo thôi chú, chi đều hết. Đó, chi nó đều một cốt thẳng luôn thôi chú. Đó, chiều cao em đo sẵn là 3 mét ha, cây này nó thừng hết trơn thôi chú. Cô chú yên tâm ha, về là mình trồng là ok ha. Đó, cành nó đóng rất là khéo ha, một cốt chực lắc, nó lắc mấy trên cái đọt ha. Rồi em đo tham khảo cái hoành eo luôn, tham khảo ha. Đây 54 hoành, cái thóc thăng em đo ở đây ha là được 36. Rồi mã số 4 này em giao lưu với giá là 11 triệu ha, 11 triệu em bao ship cho cô chú là 300 cây số cô chú. Đi miền Bắc em vẫn gửi ha, ghép xe cô chú. Hỗ trợ cước phí cho em ha, mấy cái tàn này cước nó hơi nặng thôi chú. Đó. Tiếp tục là mã số 5, số 4, số 5 là ba cây giống nhau luôn á cô chú. Em bứng có một chỗ luôn ha. Đó, cô chú là chốt ba cây là Phước Lộc Thọ luôn cô chú. Rồi, mã số 5, chiều cao nó cũng 3 mét ha. Ngang 2 mét rưỡi cô chú. Đó. Cây, mấy cây này em lên bằng quay không nổi ha, nhờ em đi phim quay chi tiết giùm em ha. Những mâm này em đo thử tham khảo cho cô chú ha. 62 mâm, chiều dài là 62. Đó, mâm nè. Đó, rất là nhiều mâm ha, mâm nhỏ tầng hết trơn ha cô chú. Rất là duyên, ba cây này rất là duyên nha. Một cốt ba cái đặc điểm, nó cái cốt á, chủ nhà nuôi hồi xưa cô chú rất là khéo ha, nó bỏ đóng đều tứ diện hết trơn, không có trùng cái cành nào hết trơn cô chú. Không có trùng luôn ha, lên chả là chực lắc qua ha. Ba cây cái cốt rất là đẹp. Đó, rồi em đo cái hoành eo luôn ha cô chú, sẵn đây em đo hoành eo luôn. Đây hoành eo đo ngang này đây ha, 50 ha cô chú. Rồi mã số 5 này em giao lưu với giá là 14 triệu ha cô chú. 14 triệu em cũng bao ship cho cô chú là 300 mấy số ha. Đó, chiều cao là nó 3 mét, tán ngang 2 mét rưỡi ha cô chú. Đó, mâm dĩa. Đó, rồi tiếp tục là mã số 6, cô chú cứ kết hợp ý cái nào cứ Zalo với em. Đó, cái hình ảnh nó không rõ cứ kết bạn em gửi lại cho cô chú tham khảo ha. Rồi mã số 6, chiều cao nó cũng 3 mét ha, ngang 2 mét rưỡi ha. Ba cây nó giống nhau hết trơn ha cô chú. Đó, ở ngoài nhìn rất là viên cây ha cô chú. Đó, mấy cái mâm thì nó 60 hết ha cô chú, 60-50 ha, nó có nhỏ có lớn ha. Đó, mâm bắt từ chi hết trơn ha. Cốt cành nó đóng rất là khéo cô chú. Đó, nó chia đều không trùng luôn ha. Rồi tiện đây em đo cái hoành thân cho cô chú luôn ha, tham khảo ha. Rồi hoành thân ngang đây là 53 ha cô chú, 53 hoành, 52 đấy ha, tính 52 đấy. Rồi đó, đế nó cũng đều ha cô chú. Rồi mã số 6 này em giao lưu với giá là 12 triệu ha cô chú. 12 triệu cái cây này công vận chuyển về giá em bán rất là hữu nghị ha cô chú. Cây cốt cành nó đóng đều lắm cô chú, không trùng mặt nào chứ ha. Một cốt lắc, ba cây này là lên một cốt, lên cái đọt nó lắc hết trơn ha, rất là khéo cây cô chú. Cành thì nó chia đều tứ diện hết. Đó, rồi tiếp tục là em còn 4 cây tàn dù lớn ha cô chú. Đây cây số 7, em đứng lên cho cô chú tham khảo ha. Ở ngoài rất là khủng cô chú. Đây cái mình em bằng cái cây, cái thân nó như bằng cái mình em đúng không cô chú. Cành nó 30-40 không ha cô chú. Em đưa tay cô chú tham khảo ha. Cái này chiều cao em đo sẵn là 4 mét ha cô chú, tán ngang là 3 mét rưỡi. Đó, cây là cái thân nó như series cô chú, cây già nó cái thân nó sắn cô chú. Đó,
cây rất là già, thân nó sắn khía như cây sơ ri vậy đó. Rồi đó nghe. Nồi đế cực kỳ khủng luôn. Rễ nào rễ nấy bự hơn có tay của em luôn. Rồi sẵn tiện ở đây em đo cái hoành thân rồi cho anh Mê Phiên bay một vòng cho cô chú ha. Cái tàn nó cũng tròn ha cô chú. Bấm chèn. Đây em đo tham khảo dưới đây đây ha. 73, 74 ha. Rồi em đo trên đây cái nữa. Nó còn 68 ha. Đó. Cây rất là năng. Cây nó rất mập thôi chú. Đây em đo trên cái đây luôn ha. Đó. Nó còn 55. Cây năng đều thôi chú. Đây. Đây là 52. Đó. Đo nhiều cái chi tiết cho cô chú tham khảo ha. Đó, tàn thì nó rất là tròn ha. Cây này em bứng trong bồn ha. Cây rễ cám rất là mạnh ha chú. Về là mình chỉ trồng tưới nước vô là ok ha. Đó. Rồi mã số 7 này em giao lưu với giá là 21 triệu thôi chú. Em bao ship cho cô chú là 300 cây số ha. Đó. Lâu lâu sưu tầm mấy cây tàn dù này cũng lớn ha. Mà đẹp thôi chú. Thân nó sắn. Đây. Số 7 với số 8 là một cặp luôn không chú. Đó, đúng một cặp luôn. Đó. Số 7, 8 ha. Em để cái thang cho cô chú tưởng tượng ha. Đó. Cái thang này nó 2m2 ha. 2m đến 2m2 ha. Cô chú tưởng tượng giùm em ha. Rồi, tiếp tục là mã số 8. Đây, cái tàn nó cũng tròn quay ha cô chú. Đó. Quên cái đo cái thoát thân này chứ. Thoát thân ngay số 7. Đây. 1m25. À, dạ cô chú nào ở gần em ha, em ở Cần Thơ chạy xuống khoảng 30 cây số á, thiện chí cứ xuống tới nhà em ha. Coi cây ở ngoài nó rất là duyên. Nó sẽ ok hơn ha. Rồi mã số 8, em sẵn đo cái thoát thân luôn. Cái 122 ha. Hai cái này là một cặp luôn, nó giống nhau 90 ha cô chú. Cốt cành thì nó 30 40 cho ha cô chú này. Cái tay em đưa vô cô chú tham khảo ha. Đó. Cái đường thân nó sắn khía ha. Cái này có cục lọc ha. Cục lọc này nó nhô ra ha. Đây. Thân nó sắn rất là duyên. Nồi đế thì cực kỳ khủng luôn chứ. Nồi đế. Cái bầu này em bứng là 1m05 ha. Đó, đường kính 1m05. Đây thân nó sắn khía nè. Rất là duyên, già rất già cây ha. Già. Rồi sẵn tiện em đo cái hoành thân của chú tham khảo luôn nha. Rồi 65 hoành. Rồi mã số 8 này em giao lưu với giá là 19 triệu thôi chú. 19 triệu. Chiều cao nó 4m ngang 3m5 ha. Em cũng đo sẵn hết trơn ha. Cho nó cái clip nó nhanh mình coi nó sẽ ok ha. Cô chú về cứ đo lại đi. Dư hơn đó chú. Ở ngoài tàn rất là khủng. Em bước lên cây cho cô chú tham khảo cái mình bằng mình em thôi. Rồi mã số 8 là 19 triệu. Rồi tiếp tục là mã số 9 là một cây tàn dù. Đây. Tàn dù mà cái đế nó nơm nè cô chú. Chiều cao là 4m ha, tính 4m ha cô chú. Ngang là 3m5. Bốn cây nó na ná tàn nó bằng nhau cô chú. Cô chú nào chúc 4 cây em giảm như của chút đỉnh ha. 4 cây tàn dù ha. Rồi sẵn tiện em đo cái thoát thân luôn. Thoát thân tính 1.5m theo chú. 1.5m. Rồi đây. Hai hoành thân ngang đây theo chú. Trên đây đây ha. Tính 60 theo chú. 60 hoành. Đây. Cái độ sổ nó là 27. Nồi đế tổng nồi đế tính 150 thôi cô chú. Nồi đế cực kỳ khủng cô chú. Mà cô chú nào thằng nó cũng sắn khía chưa theo chú. Lô này cây này già cô chú. Rồi mã số 9 em giao lưu với giá là 14 triệu ha. 14 triệu em cũng bao ship cho cô chú là 300 cây số. Nguyệt Quế ha. Rồi tiếp tục là cây số 10 là cây cuối clip của em cô chú. Cây số 10. Chiều cao nó cũng 4m ha, tới ngang 3m5 ha. Cây này mấy cây này cốt cành nó lắc hết trơn đó chú. Cốt cành nó lắc rất là khéo ha, tàn tròn. Em để chống cô chú nhìn nó rõ hơn ha. Đó. Cái thoát thân là tính 1m5 theo chú. Đó. Rồi, cái nồi đế này nó đặc thường luôn đó chú. Đây.
nồi đế nè, cực kỳ. Rồi sáng tiện em đo cái hoành luôn, lúa tham khảo luôn. Hoành đây 60 hết coi luôn. Đó. Đây. Tổng nồi đế tính 1,5 m đây coi luôn, tính 1,5 m ha. Đó. Này là đặc thừ nguyên khối luôn ha. Đó. Cây là cốt cành nó lắc, cây mã số 10 là cây cuối clip của em hiểu chưa? Đó. Cây số 10 này em giao lưu với giá là 16 triệu hiểu chưa? 16 triệu em bao ship cho cô chú là 300 cây số ha. Đó, rồi, em có 4 cây tàn dù với 3 cây miệt quế thành phẩm ha. Với 2 cây phôi, với cây mai vàng hiểu chưa? Số điện thoại giao lưu của em là 0971052039, cũng là số Zalo của em ha. Rồi, em xin mến chào cô chú ạ.